Hello mọi người, mình là Bi Cool và hôm nay Bi sẽ hướng dẫn mọi người cách build nhân vật Lôi Thần và đội hình thích hợp cho Lôi Thần nhé. Thì đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu qua nhân vật Lôi Thần. Thì đến với kỹ năng nguyên tố của Lôi Thần, thì Lôi Thần sẽ tạo trên đầu của mình mỗi con mắt. Nó sẽ cơ động di chuyển theo nhân vật đứng sân của mình. Đây là một kỹ năng rất là tốt luôn, giúp cho mình đánh những cái con quái nó cơ động nó được tốt hơn. Đấy, cái kỹ năng này nó còn có khả năng cấp lôi rất là tuyệt vời nữa, nên là rất là phù hợp với những cái nhân với những cái đội hình nào mà nó cần cấp lôi. Rồi cái kỹ năng này nó có khả năng gây sát thương phạm vi, thì cái phạm vi này nó chỉ là một cái phạm vi nhất định thôi, nó không phải là một cái phạm vi quá rộng, nhưng mà nó vẫn là một cái phạm vi đủ tốt để chúng ta hỗ trợ hoặc là chúng ta gây sát thương ha. Ngoài ra thì kỹ năng nguyên tố này nó còn tăng thêm sát thương kỹ năng nộ tùy vào năng lượng nguyên tố của tất cả nhân vật ở trong đội, thì là một cái kỹ năng rất là tuyệt vời luôn. Kỹ năng nộ của Lôi Thần thì nó sẽ đính kèm nguyên tố lôi cho Lôi Thần. Thì cái kỹ năng này nó sẽ kéo dài 7 giây, nhưng mà trong thực tế chúng ta có thể quýnh được tới tận 10 giây. Đấy, đây là mỗi kỹ năng sốc sát thương rất là mạnh luôn. Kèm theo đó chúng ta sẽ được cái đính kèm nguyên tố lôi giúp chúng ta đánh thường, trọng kích, tấn công, thi đáp gì đó được thêm khoảng 10 giây ha mọi người. Đấy, trên thực tế thì chúng ta có thể đánh được 10 giây. Rồi cái kỹ năng nộ này đó nó còn giúp cho mình hỗ trợ sạc lại cho bản thân Lôi Thần hoặc là tất cả các nhân vật ở trong đội, là mỗi kỹ năng rất là đặc biệt mà cái kỹ năng này nó làm nên sức mạnh cho Lôi Thần ha mọi người. Ngoài ra thì cái kỹ năng nộ nó còn giúp cho Lôi Thần tăng cái khả năng kháng gián đoạn 100%, tức là các bạn sẽ không có sợ bị ngã hay là bị quái đánh té gì nữa hết đó. Nói chung là rất là mỗi kỹ năng rất là mạnh luôn. Một cái điểm đặc biệt nữa mà nó làm cho Lôi Thần trở nên đặc biệt hơn với những nhân vật khác, đó chính là cái Thiên Phú Thực Thể Khai Sáng. Cái Thiên Phú này thì nó sẽ tăng thêm cái sát thương nguyên tố lôi cho Lôi Thần dựa vào cái hiệu quả nạp nè. Nó còn tăng thêm cái tốc độ hồi phục năng lượng trong cái trạng thái nộ của Lôi Thần đó, cũng dựa vào hiệu quả nạp luôn. Đây là cái Thiên Phú mà giúp cho Lôi Thần nó trở nên đặc biệt hơn và vượt trội hơn những cái con nhân vật khác. Ngoài ra thì Lôi Thần nó còn có những cái cung mệnh rất là mạnh. Ví dụ như ở đây chúng ta có cái cung mệnh 1 nè, nó sẽ hỗ trợ chúng ta là tích lũy cái ý lực nhanh hơn nếu như mà có những con nhân vật hệ lôi ở trong team. Hay là cái cung mệnh 2 bỏ qua 60% phòng ngự giúp cho cái kỹ năng nộ của Lôi Thần nó mạnh mẽ hơn. Rồi cung mệnh 3 thì nó cộng thêm 3 cấp cho cái kỹ năng nộ nữa. Thì ba cái cung mệnh này phải nói là ba cái cung mệnh rất là mạnh của Lôi Thần luôn, gần như là ba cung mệnh mạnh nhất rồi. Những cái cung mệnh ở phía dưới thì nó không còn quan trọng, nên là bạn nào muốn chơi Lôi Thần mạnh thì các bạn có thể lấy cung mệnh 2, cung mệnh 3 ha. Với một nhân vật có một cái bộ kỹ năng như thế này thì cái lối chơi của nó sẽ là như thế nào? Thì với một cái bộ kỹ năng mà có khả năng hỗ trợ nạp nè, rồi sốc sát thương, rồi có khả năng đánh thuần sát thương nguyên tố lôi nữa, thì Lôi Thần nó là một con nhân vật nó có thể vừa chơi carry vừa chơi sốc sát thương luôn. Đấy, thì với một cái con nhân vật này thì ai cũng biết rồi, với một cái bộ kỹ năng như thế này thì Lôi Thần nó phải là một con DPS chính ở trong team thôi. Bởi vì nếu mà nó làm sub DPS thì cái bộ kỹ năng, cái chiêu nộ của nó rất là phung phí luôn ha mọi người. Vậy thì những cái cây vũ khí như thế nào thì nó sẽ thích hợp với một cái bộ kỹ năng như thế này? Đầu tiên thì mình sẽ đưa ra cho mọi người cái vũ những cái vũ khí mà nên dùng. Thì những cái vũ khí mà tốt cho Lôi Thần là những cái vũ khí mà nó tăng hiệu quả nạp ha mọi người, nó rất là phù hợp với Lôi Thần luôn. Thì ở đây đầu tiên chúng ta có cây đoạn thảo trường đao. Thì đoạn thảo trường đao là cây vũ khí rất là mạnh dành riêng cho Lôi Thần, tại vì đây là cây vũ khí được tạo ra cho Lôi Thần, một cây vũ khí rất là mạnh ha mọi người. Nếu bạn nào có điều kiện thì chúng ta nên lấy đoạn thảo trường đao. Thứ hai là xương sống thiên không. Thì xương sống thiên không nó cũng là một cây vũ khí mạnh cho Lôi Thần. Thì có nhiều bạn thắc mắc là cái xương sống thiên không này nó có tăng tốc đánh cho Lôi Thần hay không, thì dĩ nhiên là có nha mọi người. Thì cái cây xương sống thiên không này thì nó sẽ không có tốt bằng cây lao xiên cá, nhưng mà thường thì chúng ta hay chơi team Lôi Thần Nation thì chúng ta cũng đưa lao xiên cá cho sang link để nó tối ưu hóa cái nội tại của cái lao xiên cá, thì chúng ta cũng nên để Lôi Thần cầm cây xương sống thiên không. Và cuối cùng thì ai cũng biết đó là cây lao xiên cá rồi. Cây lao xiên cá là một cây vũ khí free tinh luyện 5 rất là mạnh dành riêng cho Lôi Thần, được tạo ra để dành cho Lôi Thần. Và cuối cùng là thương Tây Phong. Thì thương Tây Phong nó cũng là một cây vũ khí rất là thích hợp dành cho Lôi Thần luôn, nhưng mà cái thương Tây Phong này thì nó sẽ không bằng mấy cây còn lại. Nhưng mà cái điều đặc biệt của thương Tây Phong là nó sẽ hỗ trợ sạc và nó có một cái tấn công căn bản cũng rất là cao. Thì nếu như mà không có những cái cây kia, chỉ có cái lao xiên cá và cái thương Tây Phong thôi, thì các bạn nên để cho Lôi Thần cầm thương Tây Phong, tại vì lúc nào cũng vậy, sang link cầm lao xiên cá thì nó sẽ tối ưu hơn cho cái team này nha mọi người. Ngoài ra thì nó còn có rất là nhiều vũ khí dành cho Lôi Thần, nhưng mà chỉ là những cái vũ khí dùng tạm thôi, nó sẽ không có
tối ưu hóa được sức mạnh của Lôi Thần, và nó cũng rất là khó build chỉ số, nên đây thì Bill sẽ không có nêu tên, Bill sẽ không có để hình ảnh lên, là Bill chỉ nêu tên của những cái cây vũ khí này thôi. Ví dụ như các bạn có thể xài bất kỳ cái cây vũ khí 5 sao này, ví dụ như nó hoặc hỏi nhiên nè, hậu ma nè, nịnh thần nè, vân vân, hay là các bạn có thể xài những cây vũ khí như là 4 sao như là quyết chiến nè, hắc nham nè, đấy thì đều là những cây vũ khí mà Lôi Thần có thể tạm dùng được. Nhưng mà ở đây thì không khuyên dùng ha mọi người, mình có thể tạm dùng thôi. Những cây còn 4 cái cây ở trên màn hình các bạn đang thấy là Đạn Thảo, Xương Sống Liên Không và Lao Xin Cá và Thương Tây Phong á, là những cái vũ khí mà nó sẽ là tốt nhất cho Lôi Thần nha mọi người. Đến với cái phần đội hình thì theo cá nhân Bi thì hiện tại Lôi Thần nó có 3 đội hình. Thì đầu tiên nó sẽ là đội hình carry. Thì đội hình carry thì nó giống như là bao cái đội hình carry khác. Thì cái đội hình carry á thì nó sẽ, cái bản thân của cái con Lôi Thần á thì nó sẽ không có quá mạnh, nhưng mà những cái con sub DPS ở trong team nó thì rất là mạnh. Thì cái đội hình carry Nation là một cái đội hình mà gần như là rất là nhiều người chơi và nó rất là mạnh ở trong La Hoàng. Gần như là mọi cái beta, mọi cái phiên bản La Hoàng đều có cái team này để đi La Hoàng hết, và nó rất là khó bị khắc chế, rất là khó bị counter. Thì cái đội hình này nó sẽ bao gồm là Xin, Sanglin và Bennett. Thì ở đây các bạn có thể thay con Xin bằng con dây lan ha mọi người. Thì cái team mà thay mình mà thay con Xin thành con dây lan thì cái team này nó sẽ mạnh hơn, nhưng mà cái việc sinh tồn của team thì nó sẽ bị giảm đi đó. Thì nên là Bi không có khuyên dùng con dây lan, mà các bạn vẫn nên dùng Xin, Sanglin và Bennett thôi. Đấy thì cái sức mạnh của cái team này thì Bi nói rồi, đây là một cái team rất là mạnh về cái mặt sát thương và nó rất là khó bị counter. Đến với cái team thứ hai của Lôi Thần thì nó sẽ là team Hyper Carry ha mọi người. Team Hyper Carry là team mà nó sẽ bao gồm những con sub mà nó búp sát thương cho giúp cho con Lôi Thần nó mạnh hơn. Thì cái team này thì mấy con sub nó sẽ rất là yếu về mặt cái sát thương, nhưng mà được cái là con Lôi Thần nó sẽ rất là mạnh. Đầu tiên nó sẽ bao gồm là Sara nè, Kazuha nè, và cuối cùng là Bennett. Thì cái team này á nó rất là mạnh về cái mặt sát thương cho Lôi Thần, nhưng mà nó cũng có một cái điểm yếu, đó chính là khi mà con Lôi Thần nó ở C0 á mọi người, thì hoặc là C1 thì Lôi Thần nó cũng không phải là một con nhân vật quá là mạnh, và nó rất là phụ thuộc vào cái sát thương của con Lôi Thần đấy. Và con Lôi Thần thì nó cũng phải có thời gian hồi chiêu nộ nữa, nên là cái team này nó cũng rất là hạn chế. Thì bạn nào muốn chơi team Hyper Carry thì có một cái điều kiện mà các bạn cần phải đạt được, đó chính là để chơi cái team này tốt thì chúng ta cần có Lôi Thần C2 ha, thì nó cũng khá là tốn kém. Thì nếu như mà chúng ta có thêm được Sara C6 nữa thì cái team nó sẽ mạnh hơn đó. Thì đấy là cái điều kiện để các bạn chơi team Hyper Carry ha. Team này là một cái team cũng rất là mạnh luôn nha. Cuối cùng là team tăng cường ha mọi người. Thì team tăng cường nó sẽ bao gồm Thảo Thần nè, Miko nè và Dung Ly. Thì cái team này á thì phản ứng tăng cường thì nó mới xuất hiện gần đây, và nó cũng là một cái phản ứng rất là tốt. Tự nhiên nó làm cho Lôi Thần nó có thêm một cái đội hình rất là hay luôn, đó là đội hình tăng cường ha mọi người. Cái đội hình này thì cũng rất là nhiều sát thương luôn, cũng rất là ok. Cái đội hình này á thì nó cũng có những cái mặt lợi và nó cũng có những cái mặt không có lợi. Thì nói chung tóm gọn là thì vẫn là một cái đội hình rất là mạnh. Thì ở cái đội hình này á thì các bạn có thể thay vị trí của Miko bằng nhiều con khác. Ví dụ các bạn có thể thay Miko bằng Fizzle chẳng hạn, thì nó cũng là một cái con hỗ trợ sát thương nhiều ha mọi người, vẫn rất là ok, vẫn rất là ổn áp luôn. Còn ngoài ra thì các bạn vẫn có thể thay Fizzle bằng những cái con hệ thủy, ví dụ như là Xin Chiêu hoặc là Dê Lan, để chúng ta ra thêm được cái phản ứng là nở rộ nữa, để giúp cho cái team này nó hỗ trợ thêm sát thương ha mọi người. Và có thêm Xin Chiêu với Dê Lan nữa thì chúng ta đa dạng hóa đội hình, nó có nhiều nhân vật á thì mình sẽ được cái là phá khiên nó ổn định hơn, nó có nhiều cái khiên mà chúng ta không cần phải lo ngại nữa. Đấy là cái đội hình mới ha mọi người, xuất hiện gần cho từ bắt đầu từ phiên bản 3.0 tới bây giờ. Nhất là khi mà Thảo Thần nó xuất hiện thì cái đội hình này nó mới mạnh mẽ hơn nhiều so khi mà các bạn xài những cái con nhân vật ví dụ như là Man Thảo hay là Cô Ly ha. Thì các bạn với cái team này thì các bạn vẫn có thể xài Man Thảo hoặc Cô Ly ở vị trí của Thảo Thần, nhưng mà biên phiên mọi người là nên cố gắng lấy Thảo Thần để cái đội hình này nó được tốt hơn nhé. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu qua những cái đội hình của Lôi Thần thì thánh nhân vật như thế nào sẽ phù hợp với Lôi Thần, thì tại thời điểm hiện tại thì Lôi Thần nó chỉ có một bộ thánh nhân vật duy nhất, bộ 4 món dấu ấn ngăn cách. Thì cái bộ thánh nhân vật này á nó cực kỳ phù hợp với Lôi Thần, bởi vì có lẽ là người ta tạo ra cái bộ thánh nhân vật này dành cho Lôi Thần ha mọi người. Khi mà Lôi Thần nó sử dụng kỹ năng nộ thì tất cả sát thương đầu ra của Lôi Thần nó sẽ chuyển hóa thành sát thương kỹ năng nộ, và cái bộ thánh nhân vật này thì nó lại tăng rất là nhiều sát thương kỹ năng nộ, và bộ hai món thì nó còn tăng thêm 20% hiệu quả nạp nữa, rất là phù hợp với cái thiên phú của Lôi Thần nè. Đấy
Thì khi bạn nào mà chơi lôi thần thì các bạn chỉ có một mục tiêu nhất, đó chính là farm bộ 4 giống ngân cách thôi mọi người. Các bạn nên dùng đồng hồ hiệu quả nạp ha, ly tấn công hoặc là ly lôi. Trong trường hợp nào thì chúng ta xài ly tấn công, thì bình thường á lôi thần nó sẽ sử dụng ly tấn công ha mọi người, tại vì ly tấn công nó sẽ giúp cho con lôi thần nó dễ cân bằng chỉ số. Còn ly lôi sẽ dùng trong những cái trường hợp ví dụ như các bạn có cầm trấn, các bạn có cầm xương sống, hoặc là các bạn có một cái con lôi thần mà có một cái tấn công căn bản nó, có một cái tổng tấn công nó cao hơn 1k rưỡi á, thì các bạn nên sử dụng chủ động dùng ly lôi để giúp cho lôi thần nó gây sát thương được tối ưu hơn ha. Còn nón thì rất là đơn giản, nón tỷ lệ một kích hoặc là sát thương bạo kích. Thì chỉ số tốt nghiệp dành cho nhân vật lôi thần á thì các bạn cố gắng build tỷ lệ 50 hoặc là 60%, sát thương bạo kích thì từ 130 đến 150 trở lên, và hiệu quả nạp thì cố gắng build 240 đến 250 ha mọi người. Còn tấn công thì các bạn cố gắng build 1k rưỡi trở lên ha. Đấy là tất cả những cái chỉ số mà nó sẽ giúp cho con lôi thần nó mạnh mẽ nhất có thể. Thì bạn nào build được những cái chỉ số cao hơn nữa thì chắc chắn con lôi thần nó sẽ mạnh hơn rồi. Nhưng mà để build được những chỉ số cao hơn thì các bạn cần có một cái bộ hành di vật nó rất là xịn. Và cuối cùng là đến với cái phần combo của lôi thần, thì thật ra lôi thần nó combo rất là dễ. Thì các bạn cứ luôn nhớ là bất kể team nào thì đầu tiên các bạn chơi cái team có lôi thần thì các bạn cố gắng cho lôi thần ra bậc E đầu tiên ha, để nó tích ý lực ha. Rồi sau đó thì các bạn dùng tất cả kỹ năng ngộ của tất cả các nhân vật khác ở trong đội để các bạn dồn ý lực cho lôi thần. Thì ý lực càng nhiều thì giúp lôi thần nó càng mạnh hơn khi mà nó chém nộ ha mọi người. Đấy đó, combo rất là đơn giản, không có gì khó khăn hết. Thì sau khi mà các bạn sau khi mà cái kỹ năng ngộ của con lôi thần nó kết thúc á, thì các bạn bật E thêm một lần nữa đấy, rồi các bạn quay lại tiếp tục, các bạn sạc rồi các bạn combo lại từ đầu. Đấy là cái combo của lôi thần ha mọi người, có phải là đơn giản lắm không? Rất là đơn giản ha, rất là dễ chơi luôn. Tóm gọn lại thì lôi thần đó là một cái con DPS rất là mạnh ha mọi người, có khả năng carry nè, gây sát thương nguyên tố lôi, rồi sóc sát thương nguyên tố lôi, hỗ trợ sạc vân vân, làm được rất là nhiều thứ. Đội hình thì rất là đa dạng và rất là phù hợp cho những bạn newbie. Những bạn newbie thì nên lấy lôi thần, hay là những bạn chơi lâu rồi thì cũng nên lấy lôi thần. Mình hỏi ai thì rồi người ta cũng sẽ khuyên mình lấy lôi thần thôi, bởi vì đây là một con rất là mạnh. Cá nhân bi đánh giá thì con lôi thần có cái sức mạnh tổng quát là đứng thứ hai nữa, và nó cũng rất là dễ chơi nữa, là một cái con mà rất là đáng để mọi người roll ha. Thì nếu như mọi người cảm thấy video của Bi hữu ích, mọi người yêu quý kênh của Bi, thì mọi người đừng quên nhấn like, share, đăng ký kênh hoặc là để lại comment góp ý cho Bi để Bi tiếp tục có động lực để làm thêm những cái video khác. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé. Bye bye mọi người. Master of Inazuma Kamisato Art Tachijutsu. Kamisato Ayaka, present.